bác này hỏi là giờ 3 đủ combo giá sao à, uh, chào bạn nhé đây giới thiệu với anh em mình có một cây Sony A7R3 con này thì uh, giá hiện tại đang là 28 triệu 500 và con len này bên mình đang có giá là 12 triệu 500 Tamron 2875g1 nếu mà anh em mà đang uh, kinh tế nó khoảng 40 triệu hơn 40 triệu một chút đấy thì có lẽ combo A7Z3 với 2875 này rất là phù hợp. Còn ngoài ra thì mình có thêm 2470 GM, GM1, GM2 bên bên mình đều có. Con này giá cho anh em là 27 triệu. thì tùy vào nhu cầu kinh tế của anh em là bao nhiêu. Ví dụ như mình có khoảng 12 triệu cho đến là 15 triệu quay đầu thì chọn cái gì? 2875G1 là một ứng cử viên xuất sắc anh em nhé. Và 29 triệu quay đầu 285 thì chọn cái gì? Mình có Sony A7Z3 anh em có thể sở hữu bộ máy này chụp khoảng 5 năm 10 năm nữa vẫn rất ổn với độ phân giải là 42 megapixel cho khả năng bắt nét rất là tuyệt vời và mặt vào mắt rất là nhanh anh em nhé Nếu mà mọi người mà đang cần A7 giờ 3 kèm 2875 g1 hoặc g2 bên mình có sẵn hàng nếu anh em quan tâm thì anh em cứ để lại comment hay là anh em IB mình nhá